Thế là ở ngoài là một tháng là em đóng bao nhiêu tiền lãi? 400. 400 nghìn á? Vâng. Thế là em đóng đi tháng nào chưa? Từ lúc mà bố mà mất đấy. Không không còn rồi đúng không? Đấy, có những cái lá thư hay là những cái phong bì, à có một tờ tiền này các bác này. Có một tờ tiền là 100 ngàn thì có một cái lời nhắn của bà thì cháu Lực sẽ đọc xem nào. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của em Hưng mồ côi của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì có nhận được thứ nhất là cái phần quà của bác Kim Hoàng là gửi cho cháu Lực là 500 ngàn là mua thực phẩm, là mua gạo, mua thức ăn cho em Hưng. Và thứ hai đó thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của người gửi là giấu tên là chợ Bắc Vịnh. Có vẻ như là chỗ này là trong lúc mà vận chuyển đấy các bác thì là người ta xé mất ra rồi, thành ra là cháu Lực không có đọc được, là ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bác ạ, gửi cho em Hưng. Thế thì tiện thể là đi xuống, thứ nhất là thăm em Hưng. Hôm trước thì cháu Lực có đi xuống thì em Hưng có bảo là phần gạo lại thức ăn thực phẩm thì em Hưng cũng đã hết mất rồi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực trích cái tiền của bác Kim Hoàng ra. Bác Kim Hoàng để gửi cho Lực là từ cách đây độ là tầm 1 tuần rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là khi mà cháu Lực xuống đấy thì là những cái phần quà của các bác là gửi tới cho em Hưng thì là cháu Lực mua trước, còn là cái phần quà của các bác thì cháu Lực sẽ lựa bao giờ mà em Hưng hết rồi thì cháu Lực sẽ mua sau các bác. Thì bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào và gửi những phần quà cho em Hưng của bác nhá. Ôi. Đây là. Cái tay xách nách mang là lấy quà lên cho em Hưng của bác ạ. Có vẻ như nhìn thấy từ xa để thấy một cái bóng dáng mà nho nhỏ là đang đang làm ở đằng sau hông nhà đấy các bác ạ. Giờ thì cháu Lực sẽ để những cái phần quà ở đây đã, đi xem là em Hưng em ấy làm gì đó các bác ạ. Để đây thì chắc là cũng không có sao đâu. Ôi anh chào Hưng nhá. Hưng đang làm gì đấy? Đang làm ránh nhỉ? Vâng, Hưng mưa, gửi. Mưa thì nó ránh nó không sâu thì mưa nó xuống dưới gầm hết. Xuống dưới gầm gầm sàn hết à? Vâng. À xin Hưng thì nghỉ tay một chút gửi một lời chào tới tất cả các ông bà. Cháu chào các ông các bà. Hôm nay thì không đi đâu làm gì à hôm nay á? Vâng ạ. À, thế là hôm nay là ở nhà là làm cái ránh này à? Vâng. Có vẻ như là hôm nọ là mưa to quá hay sao ấy nhở? Hôm nọ thì anh với Hưng đào rồi mà, nhưng mà vẫn còn nông quá. Vâng, nó vẫn chưa sâu. À, hôm nọ thì em Hưng đào của bác thì vẫn còn chưa sâu mấy, cho nên là thời gian vừa rồi là mưa rất là to, cho nên là chảy hết vào dưới sàn nhà của Hưng rồi. Ở nhà thì mưa này thì có bị dột hết vào trong nhà không Hưng? Dạ. Mưa cho to này thì có sạt vào nhà không? Có. Dột hết vào nhà à? Vâng. À. Trên này thì có vẻ như là có những cái tấm pro ấy của bác thì nó đã bị hỏng rồi. Ở bên kia thì vừa rồi là làm hết ở bên kia à? Dạ. Vừa rồi là khơi ránh hết ở bên kia rồi à? Vâng. À là còn một chút này nữa thôi đúng không? Vâng. Thì em nhà thì còn cái cuốc nào không để anh phụ? Hả? Không có à? Ừ. Không có thì Hưng làm đấy, xong là tí anh em mình thay nhau làm. Đào cho nó sâu xuống một chút thì là nó mới không chảy được. Nó không chảy được đi vào nhà.
Nhà của Hưng thì ở với phần này với sàn này có vẻ là cực kỳ mà thấp của bác ạ. Cho nên cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi. Hay từ lúc bố mà ra đi ấy, thì là một mình là ở nhà là loay hoay lủi thủi là ở nhà đâu các bác. Hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì bố của Hưng cũng đã ra đi được độ tầm là được hơn một tháng rồi cô bác ạ. Chỗ này thì có vẻ như là có cát khá là nhiều ấy, cát nó chảy từ đâu ra ấy Hưng? Đất đỏ này nó có. Đất đỏ là nó có đá à? Dưới nhà của em Hưng thì hầu như là nó thuộc dạng mà đất đỏ cô bác, cho nên là rất là dễ là bị sạt lở. Có vẻ như là chỗ này là nước vào nhiều quá hay sao ấy nhỉ? Thấy là vẫn còn những cái húm húm nước này. Hót hót là vào sâu chỗ kia thì anh gửi Hưng là cái phần quà hôm nay thì xuống thì anh có đem phần quà xuống cho Hưng đấy. Ủa, ở dưới này thì có vẻ như là bị mọt hết rồi cô bác ạ, dưới phần chân cột đấy. Thứ nhất là tại vì là nó là cái gỗ này, ở đây là chắc là gỗ như kiểu là cây chẩu ấy nhở, như kiểu là cây chẩu ấy các bác, thành ra là cây nó không được được chắc chắn đấy. Còn ở trên này thì là hầu như là con mọt là đục hết rồi. À, thế là vừa rồi Hưng là cuốc ở hết bên này à? Được chưa, bên đấy được chưa? Chưa. Nhà Hưng thì có mỗi một cái cuốc thôi, nếu mà có hai cuốc thì là hai anh em sẽ làm là nhanh hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên rằng là em Hưng cũng chỉ mà hót lại qua một chút thôi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã cùng em Hưng là em Hưng là làm đào sâu thôi. Đấy, ở phần phía bên này thì có vẻ là dưới này nước chảy vào nhiều quá các bác này, tạo thành một cái như kiểu là một cái hùm luôn rồi đấy. Nhà thì để mà nói mà cái độ nghiêng ấy thì là cũng nghiêng khá là nhiều rồi. Đấy, ở bên này thì có vẻ như là nước nó chảy từ bên kia nhiều quá, thành ra là dưới phần nó bị như kiểu nó bị con gì đào ở phân dưới nó bị nở lên đấy các bác. Đấy, bây giờ thì còn làm gì ở đâu nữa không Hưng bây giờ ấy? Không ạ. Không à? Thế thì Hưng hậu anh là đem cái phần quà này đi vào trong nhà nhá. Hôm qua thì nghe nói là em Hưng bảo là hết gạo rồi các bác ạ. Mua gạo xuống cho em Hưng với lại thêm làm dầu ăn cá nữa. Nhà Hưng là có cái gì để mà phơi cá này không? Cá này thì chắc là phải lấy phơi thì nó mới được đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này.
Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hôm qua thì anh xuống thì Hưng bảo là hết gạo với lại gọi là thức ăn thì không còn nữa, như muối với lại mì chính thì còn đúng không? Vâng. Rồi thế thì gạo thì hết đúng không? Hôm nay thì anh xuống lại mua cho Hưng là 10 cân gạo nữa. Vâng. Lại thêm là cá mắm nữa, cá mắm lấy 2 cân cá mắm nữa nhá. Thêm là một chai dầu ăn nữa này. Cá mắm này thì nếu mà nó tủ nhiều thì là em tách ra xong là để vào cái khay gì đó để mà nó mình phơi lên. Có thể là em để lên trên gác bếp này cũng được. Đấy, thì sợ rằng là có mèo vào nó ăn thôi. Thì không cần phải là gửi nhà bác nhiều quá cũng được nhá. Tại vì là gửi nhà bác nhiều quá thì mỗi lần mà em đi lấy về thì là lấy đi lại lại thì nó cũng khó. Đấy. Còn là cái này thì cái phần quà này là của bác Kim Hoàng nhá. Hôm nọ là bác Kim Hoàng có gửi cho cháu Lực là 500.000. Đây, cái phần quà vừa rồi là của bác Kim Hoàng nhá. Đấy, thì nói lại thêm một lần nữa, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói ở đầu video rồi cô bác ạ, là nhận được của bác Kim Hoàng là 500.000 là để mua thực phẩm này. Thực phẩm là trong đó là như gạo, mắm, muối, mì chính cho em Hưng. Đấy, thì hôm nay thì xuống là mua hết gạo làm túi là 200.000 và mua cá là người ta bán ở trên là 140.000, là mỗi cân là 70.000 và mua thêm một chai rau ăn nữa nhá. Thì bây giờ thì cái này thì anh vừa bảo đấy thì em cất cho bên kia nhá. Đấy. Cất cho bên kia nó rau nữa. Rồi cháu Lực cũng xin thay mặt là em Hưng gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì Hưng gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Bây giờ thì Hưng gửi một lời cảm ơn tới bà Kim Hoàng nhé. Cháu Hưng cảm ơn bà Kim Hoàng. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Đấy. Anh thì gọi bằng bác, còn em thì nhỏ tuổi hơn thì em là gọi bằng bà nhé lần sau ấy. Vâng. Đấy. Và khi mà lần sau đấy, anh xuống thì anh khi mà anh chào Hưng ấy, thì là Hưng có thể là chào lại anh. Đấy, không phải là chào với mình anh đâu, mà là nếu mà còn là người lớn khác xuống nữa. Thí dụ như là các bác ở bên xá xuống thăm em chẳng hạn. Đấy, Hưng thì trong khoảng thời gian vừa rồi các bác cũng thuộc dạng là diện là gia đình là khó khăn nữa thì cũng được bên các bác ở xá nó xuống thăm và gửi những phần quà cho Hưng khá là nhiều lần rồi. Đấy là cái sự mà quan tâm của xá dành cho một cái cậu bé mà gọi như là kiểu là mồ côi đó các bác. Mẹ thì bỏ đi Trung Quốc từ năm em còn rất là nhỏ rồi. Bố thì vừa mới đi gọi là lên rừng là bị tai nạn và cũng ra đi mãi mãi, để lại cho Hưng một cái khoản nợ mà cũng rất là lớn đúng không bác. Đấy, còn ở đây nữa là cái phần quà mà xem là của bác nào này. Cái phần quà này là của bác giấu tên nhá, bác là không có để tên ở đây. Là ở đây thì có một đoạn thì người ta rách vớt ra rồi, đấy, không biết là ở đâu đấy. Chợ Hắc Dịch, không biết là huyện Hắc Dịch hay là thành phố Hắc Dịch nữa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì không biết là em đã đi xem trong túi kia có dao không, trong túi của anh có dao không, trong túi của cái anh đang quay phim ấy, xem là có dao ở ngăn ngoài không. Trong này thì có vẻ như là nhìn ở phần phía bên ngoài của bác này thì là quần áo hay sao ấy của bác. Có không? Có một con dao nhỏ.
Nếu mà không có thì em nhấc cả cái túi ra đây để anh xem nào. Nhấc cả cái túi ra đây. Không nhấc cả cái túi ra đây, anh xem là đấy không phải dao đâu. Đấy vẫn phải là dao nhưng mà đấy là cái lưới dao. Đây đây. Đây, đây là gửi là cho cháu Hưng, bố mới mất này. Đấy là gửi cho em nhá. Đấy, trước khi đi vào bóc quà thì em gửi một lời cảm ơn tới bà giấu tên nhá. Em có thể nói là cảm ơn bà giấu tên và chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe nhá. Cháu cảm ơn bà giấu tên và chúc bà với gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Đấy. Cái phần quà này là của bác thì bây giờ anh sẽ bóc ra xem nhá. Đấy, bóc ra để xem là bên trong là có cái gì nhá. Đấy, có rất là nhiều. Đó là cũng có đọc được những ý kiến và bình luận ở trên kênh nói rằng là khi mà nhận quà đấy thì là nên trao luôn, thì không cần phải bóc ra đấy. Thì thực sự ra thì cháu Lực không bóc ra thì không biết là bên trong đấy là các bác gửi những cái gì. Và chắc chắn là bóc ra thì vẫn phải là cất đi thôi. Không biết là có túi bóng không? Anh sẽ cắt đây. Cắt ở đây luôn nhá. Hưng cầm cầm một anh nhé. Này thì chắc là bọc. Đây có một túi. À đây có một túi nè, em bỏ ra xem nào. Có vẻ như là nhìn thì toàn là quần áo nha. Quần áo thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì Hưng cũng nhận được rất là nhiều các bác ạ. Có cả những cái áo dài tay này, cả áo cọc tay nữa, rất là nhiều luôn. Bộ này thì ôi, đây là áo bộ sao đấy. Đấy. Đây là áo bộ này. Đấy, anh gửi cho Hưng nhá. Đây là cái áo cọc tay này. Ồ, đây là áo đôi sao đây này. À không phải là áo đôi mà nó khác nhau một chút. Xem là có vừa không. Chắc là vừa cả thôi. Ở đây thì có vẻ như là có cái gì đấy cô bác này. Cháu được thử bóc ra xem này. Vừa rồi là ở trong áo à? Cái này sao ấy? Em xem là ở trong còn cái nào không? Không. Không còn rồi đúng không? Đấy. Có những cái lá thư hay là những cái phong bì. À có một tờ tiền này cô bác này. Có một tờ tiền là 100 ngàn. Thì có một cái lời nhắn của bà. Thì cháu được sẽ đọc xem nào. Nhờ em chuyển dùm cháu Hưng, chị cảm ơn em, chị gửi em 100 ngàn để đổ xăng. À, cái phần này là bác là gửi, chị là gửi cho anh, đấy là để mà đổ xăng. Đấy thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn. Ở đây thì là tại vì là các bác khán giả trên kênh thì hầu như là các bác là lớn tuổi rồi. Thì cháu Lực không có biết là nên gọi bằng chị hay là bằng bác. Thì cũng thay mặt, thì cũng gửi một lời cảm ơn tới chị, là chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị đã gửi những cái phần quà tới cho em Hưng, kèm theo đó thì còn là gửi cả cho em để mà đổ xăng nữa. Không biết là liệu là ở trong này thì còn là thêm còn thêm phong bao lì xì nào nữa không, thì cháu được sẽ mở ra hết cô bác nhá. Đây là cái quần này này. Quần thì có vẻ như là có quần dài đấy. Đấy, đây là quần dài nhá. Còn là những cái áo này thì là nó rơi vào tầm áo là mùa thu mất rồi. Đấy, lúc nào mà lạnh thì là mặc. Có vẻ như là có rất là nhiều quần áo này cô bác này. Có những cái thì có thể như là áo nó cũ rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là các quần à. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là chị vẫn gìn giữ, phải nói là còn như y xì như mới luôn cô bác. Còn là như có một cái áo, còn có áo thì vẫn còn là tem mác đầy đủ này. Cái áo này thì là trong lúc mà Hưng đi ra ngoài làm đấy thì là có thể là mặc đi nhá. Những cái áo mà các bác gửi lên cho ấy thì là gửi lên cho em để mặc thôi, chứ không phải là gửi cho để cất nhá. Đấy, không phải là để cất để cho nó mới đâu. Đấy, còn ở đây là quần bò này, Hưng thì chắc là mặc size 28 thôi nhờ. Size 28 thì chắc là rất là vừa với Hưng rồi. Còn ở đây là áo quần này là quần size 30 này. Đấy.
Quần quần là quần dài đúng không? Quần ngắn. Quần ngắn à? Ừ. Này, áo này là áo cộc tay này. Có vẻ như là có rất là nhiều quần áo đấy. Đây cũng là quần này, size 32 này. Còn đây là áo mất rồi. Đây. Đây, quần áo này. Rất là nhiều quần áo luôn các bác, rất là nhiều những quần áo mới. Đây, gửi cho Hưng đây nhá. Còn đây thì cũng là quần là áo thôi. Đấy, nhưng mà chỗ này thì có vẻ như là ở trong cái là áo rồi, thì anh sẽ không bỏ ra đây nhá. Để bỏ Hưng bỏ ra bên kia để xem cái túi màu đen bên này là cái túi gì nào. Xem nào, cho trên này thì có cái này thì là gửi cho là em Mạnh. Đấy là gửi cho Mạnh, là cái kia là gửi cho em Hưng để cho Lực xin được phép là đọc cái lời nhắn của chị nhắn lên một chút cô bác nhá. Cho cháu Mạnh nhờ em chuyển dùm, chị cảm ơn em. Chúc Mạnh 5 tuổi, cháu Mạnh 5 tuổi ở cùng ông ngoại hay là ông nội ấy. Thì có vẻ như là chị không biết là ông ngoại hay là ông nội của bác ạ. Đấy, Mạnh thì là hiện Mạnh thì là ở với là ông nội của bác, còn ông ngoại thì cháu Lực cũng không có biết là ở đâu của bác ạ. Thế thì cái này thì một tí nữa cầm về là cho Mạnh sau nhá. Đấy, còn vừa rồi là cái phần quà mà của chị giấu tên là gửi tới cho em Hưng. Đấy, vừa rồi thì hai anh em cũng đã bóc qua cái phần quà ấy rồi, ở trong đấy thì có gì các bác cũng đã biết được rằng là gửi tới cho em Hưng. Đấy là những cái phần quà mà đích thân là chị đi chọn lựa và mua. Ở đây thì không phải là riêng, ở đây thì không phải là nguyên cái phần quà đâu các bác, mà đó là còn cả cái tấm lòng của chị với lại tất cả các bác là yêu quý em Hưng là gửi tặng tới cho em Hưng. Còn cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị và chúc chị cùng gia đình và thân nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn tất cả các bác khán giả trên kênh trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực đi giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh mà hiện tại cháu Lực đang đi chia sẻ. Có những hoàn cảnh thì là cháu Lực nhận được cái tiền quý rất là lớn, còn có những hoàn cảnh thì có thể là như hiểu là cái thước phim của nó không có được lan rộng, cho nên là rất là ít các cô bác anh chị biết đến. Đấy, còn bây giờ Hưng thì cất tất cả những cái món đồ đấy đi nhá. Đây, cái này thì chị là gửi cho cháu Lực, thì cháu Lực xin được phép là để vào túi để mà làm kinh phí là đổ xăng đi lại cô bác nhé. Hay còn về cái phần quà này thì sẽ là của em Mạnh, thì cháu Lực sẽ đem đi vào nhà của em Mạnh sau. Hưng thì bây giờ là cất đồ đạc đi anh nhé. Thế như Hưng thì bây giờ lâm vào hoàn cảnh này thì em có ý định là muốn đi đâu làm xa không? Em có. Có à? Ừ. Đi làm xa thì bây giờ thì ít nhất là cũng phải là đủ để mà đủ tuổi đã thì mới làm được chứ. Đi như này thì thứ nhất là gọi là mình đi làm cho người ta đấy. Nếu mà gặp người nào mà người ta tốt bụng ấy, thì là người ta còn giả tiền đồng hoàng. Còn nếu mà như gặp kẻ xấu thì người ta lại lợi dụng cái sức khỏe của em để mà coi như là bóc lột cái sức lao động của mình đấy. Vâng. Đi làm thì đi đâu làm thì cũng phải là chú ý cẩn thận. Đấy, hiện tại thì anh cũng nói ở trên kênh luôn và nói ở trước mặt em. Đấy, hiện tại thì cái phần tiền quý ở kênh ấy, của kênh của anh ấy thì là được bao nhiêu thì là em cũng biết rồi. Đây, và anh cũng đã nói lên rất là nhiều lần ở trên kênh rồi. Đấy, nếu mà như mà bây giờ mà có các bác nào mà yêu quý trợ duyên thêm thì em thì muốn giả khoản ngân hàng trước hay là giả ngoài trước? Em muốn giả ngoài trước. Giả ngoài trước à? Vâng. Thế ngân hàng thì là muốn giả sau à? Vâng, ngân hàng lái nó ít hơn. Thế ở ngoài là lái nó nhiều hơn à? Vâng. Thế là bây giờ là em là gấp phải 3 gấp 4 ngân hàng. Là phải nộp là 2 cái khoản lái à? Vâng. Thế là ở ngoài là 1 tháng là em đóng bao nhiêu tiền lái? 400. 400 nghìn á? Vâng. Thế là em đóng đi tháng nào chưa? Từ lúc mà bố mà mất á? Chưa. Từ lúc bố mất là chưa đóng tháng nào à? Vâng. Thế là người ta có đòi không?
Có. Đòi à? Ừ. Thế người ta đòi em thì đòi đóng tiền lãi hay là như nào? Đóng tiền lãi, nếu mà bảo không có tiền nhiều thì đóng tiền lãi trước. Không có tiền nhiều thì đóng tiền lãi à? Vâng. Thế bây giờ em bảo là em không khó thì người ta có liệu có nặng lời với em không? Có. Không có. Ừ. Phần ở ngoài thì là một tháng là đóng 400.000 nữa. Ừ. Thế là nếu mà vị chi ra thì là một tháng là em phải là đóng mất là 500.000 tiền. Ừ. Là cả tiền là khoản ở ngân hàng nữa. Thế thì nếu mà vị chi ra là Hưng ở ngoài phải là làm ở trong thôn không bác, thì một tháng ít nhất là phải kiếm tiền phải đủ tiền là gọi là một tháng là trên 1 triệu, để mà thứ nhất là đóng tiền ngân hàng này, và thứ hai thì còn phải là lo thêm thêm những cái khoản khác. Ở đây thì khoản khác chỉ là những cái lúc mà Quân, những lúc mà em Hưng mà em bị ốm đau đúng không bác ạ? Ừ. Có vẻ như là Hưng là một cái cậu bé mà từ khi mà bố mất đấy cô bác thì bị thứ nhất là tổn thương rất là nhiều, và thứ hai thì là một cậu bé mà năm nay mới 16 tuổi thôi mà hầu như là lo, hầu như là có một cái gánh nặng là rất là lớn ở trên đôi vai. Thế như Hưng cho anh hỏi thì là em nợ như này thì chị gái, các chị gái thì có phụ giúp em không? Không. Không á? Vâng. Chị gái của em thì chị lớn nhất thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Chị lớn nhất là được 22 tuổi. 22 tuổi thôi à? Ừ. Các chị thì cũng còn là... chị bé thì được 19 rồi. Được 19 rồi à? Vâng. Các chị thì có vẻ như là ai cũng đi một cái cuộc sống mới rồi cô bác, đi tìm một cuộc sống mới rồi. Thế tuy nhiên là theo như Hưng kể đấy thì gia đình của các chị ấy thì cũng là một cái một hoàn cảnh cũng tương đối là khó khăn, không thể lo được cho em Hưng đấy. Còn về tiền nong mọi cái thì bố Hưng đi vay về thì cũng chỉ là thứ nhất là để làm nhà, và về cái khoản ở ngoài nữa là vay về để mà nộp ngân hàng ấy cô bác, nhưng mà lúc đấy thì người ta không có nhận, thành ra là phải lấy đi, thành ra là lại lấy để mà mua bò ấy. Tuy nhiên là bò thì cũng được nuôi được một thời gian thì Hưng bảo là cũng có bệnh rồi cô bác, cũng bị dịch, thành ra là chết mất rồi. Rất là thương Hưng cô bác ạ. Từ những lúc mà không phải là bố mất là hoàn cảnh gia đình là khó khăn đâu, mà kể cả lúc mà bố còn ở đấy thì cũng là một hoàn cảnh khá là đặc biệt ở trong thôn rồi đấy, mà nhưng mà tuy nhiên là lúc mà bố mất đi rồi thì là bây giờ một mình em ấy còn nào gọi là bơ vơ đúng không bác, thực ra là còn là rất là tội hơn. Thì cũng mong rằng là các bác ở trong thôn, những người nào bố cho em đi vay tiền ấy thì là thư cho em, để mà em có thể là nói với các bác là không để mà đóng lãi được không. Đấy, em thử nói với các bác lựa lời mà nói xem nào, xem là được không, bảo là em đi ra ngoài, cháu đi ra ngoài cháu đi kiếm tiền để mà cháu nộp mà nộp gốc cho bác thôi, còn là lái thì coi như là cho cháu xin, thì liệu có được không nhá. Đấy, em thử nói thế xem là có được không, nếu mà được thì lại rất là tốt cho em, còn nếu mà không được thì em lại vất vả thêm nhiều hơn. Một ngày ra ngoài làm thì cũng chỉ được là 100.000 thôi bác ạ, rất là tội. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài đúng không bác ạ? Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác, để cho em Hưng còn nấu cơm nữa. Nếu mà cháu Lực không có bận ở trong nhà, bận ở trên nhà thì cháu Lực ở lại ăn cơm với lại em Hưng thêm là một bữa rồi. Thế còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các bác ạ.